Review cho quý vị một căn nhà 2 tỷ 150 triệu đồng 4 tầng xây mới, sổ đỏ đầy đủ, ban giao nhà ngay, vị trí thì thuộc Đông La, Hoài Đức. Với căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Bắc, ngõ thì nông, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m. Và với cái thiết kế của căn nhà thì như thế nào, mời người theo em cụ thể vào vị trí căn nhà. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong mọi người ạ, cho nên là bây giờ Ngọc Anh mới quay và gửi tới mọi người. Với cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn nhà này thì còn một chút phần đấu điện nữa là hoàn thiện xong hết, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay. Mặt tiền của ngôi nhà 3m2, chiều dài của nó là hơn 9m mọi người ạ. Và với cái phần sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn đúng theo hiện trạng của ngôi nhà này thì còn một chút xíu nữa thôi. Với cái phần lắp điện nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở. Ngoài đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế chỉnh chu, hợp lý. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây. Phần tầng 1 thì là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này, hồ sơ điện nước được lắp đặt riêng biệt từng căn, thiết kế đầy đủ, dọn đồ về ở được luôn. Gạch lát nền thì hoàn thiện là gạch kích thước gạch 60-60 vân đá. Căn nhà này thì nó hơi tối một chút so với những cái video khác, cho nên mong quý khách hàng thông cảm giúp em. Giá bán thì chia sẻ ngay từ ban đầu, với 2 tỷ 150 triệu nhận nhà về ở ngay, hoặc quý vị muốn vay vốn ngân hàng thì căn nhà này sẽ hỗ trợ cho quý vị 1 tỷ 2 tiền ngân hàng. Phần còn lại về phần tiền mặt thì quý khách hàng vui lòng chuẩn bị trước để có thể nhận nhà này được nhá. Và đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Đây, khá là hợp lý và khá là rộng mọi người ạ. Diện tích thì có căn 31m và có căn 32m nữa. Phần hoàn thiện tủ bếp thì cũng cơ bản là xong hết rồi. Với cái giá bán này, 2 tỷ 150 triệu này thì cái phần hoàn thiện cơ bản về cái chất liệu cũng như là mọi thứ nó đều ở tầm trung mọi người nha. Đó, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp cũng như là tủ bếp đều được lắp đặt đầy đủ. Đó, mặt bếp thì ốp đá granite. Đây là cái không gian phòng bếp, ở đây thì cũng kê được cho mình một bộ bàn ăn, bàn 6 ghế khá là hợp lý. Và ở đây là tầng 1. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp, cầu thang thiết kế ở giữa thì ở đây tầng 1 thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh nho nhỏ thôi, đáp ứng cho quý vị sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Hiện tại đây thực tế luôn là ngôi nhà này không có điện, thì quý vị nhìn thực tế luôn là nó cũng có như thế này thôi. Đó, và toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế là gỗ, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá granite. Và mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, cầu thang ở giữa, hai phòng ngủ trước và sau mọi người ạ. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía mặt ngõ của ngôi nhà, hệ thống trần thạch cao. Với cái căn nhà này thì quý vị có thể nhìn thực tế cửa sổ mở được ra hai bên, hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đó, đây, trần thạch cao. Và cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này thì là tông màu trắng. Thực ra thì với một cái giá bán dành cho cả nhà và đất mà bây giờ 2 tỷ 150 triệu đồng thì nó là hợp lý. Và hiện tại cái giá so với mặt bằng chung là nó khá là rẻ mọi người ạ. Với cái thiết kế tối ưu công năng cũng như là vị trí đi lại thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này gần với những cái điểm nào? Gần với trường đại học Phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với trường tiểu học cấp 1, cấp 2 Đông La Hoài Đức, gần với chợ dân sinh, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 500m quay đầu thôi, xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với khu đô thị Đô Nghĩa Hà Đông. Đấy mọi người ạ, đấy, nói chung là nếu như quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc đang đi làm ở khu vực Hoài Đức thì cái căn nhà này rất là hợp lý cho quý vị có thể lựa chọn nha. Hai phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ phía bên trong đây mọi người. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong của ngôi nhà, cũng có đầy đủ cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa. Với cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái giá bán này, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ ban đầu cho quý vị rồi, cái chất liệu hoàn thiện lên ngôi nhà nó không phải là hàng cao cấp, nói luôn cho mọi người để mọi người có thể cảm nhận được. Ngoài ra phần tầng 2 còn một phòng vệ sinh, hơi tối một chút. Đó. Tầng 2 một phòng vệ sinh đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và những cái thiết bị vệ sinh sử dụng đáp ứng công năng theo từng tầng.
Mọi người theo em, lên tiếp theo, tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà ấy, thì ở phần hành lang nó có cửa sổ mở rất là thoáng. Như vậy với cái căn nhà này thiết kế 4 phòng ngủ riêng biệt, 3 phòng vệ sinh. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, mỗi tầng một phòng vệ sinh. Tầng 2, tầng 3 thì mỗi tầng 2 phòng ngủ riêng biệt. Như vậy 4 phòng ngủ là đáp ứng cái công năng sử dụng quá hoàn hảo cho một hộ gia đình rồi, đúng không mọi người? Đó. Và cái giá 2.150 hỗ trợ vay ngân hàng được đến 1.2-1.3 thì mọi người biết rồi đấy. Nếu như mà quý vị nào không đủ tầm tài chính, đủ 2.150 để mua thì có thể nhờ ngân hàng hỗ trợ. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Nói chung là nó tầng 2 và tầng 3 thiết kế như nhau, đơn giản thôi, nhưng nếu như mà quý vị sau này về mà có kê nội thất vào nữa thì nhìn lên cái căn nhà này nó rất là hợp lý. Phần còn lại là tầng 4, mời mọi người theo em hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây là một cái phòng thờ riêng biệt mọi người ạ. Một cái phòng riêng quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, làm phòng làm việc. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn tiếp theo phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Mọi người hỏi dân cư ở đây đông đúc không thì đây, mọi người có thể nhìn xung quanh dân cư, em quay thực tế nhá. Xung quanh dân cư vô cùng đông đúc luôn ấy mọi người ạ. Giá bán 2.150.000.000 cho một ngôi nhà 4 tầng vô cùng hợp lý, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp riêng, xung quanh ngập tràn tiện ích đi lại thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với em để đi xem nhà thực tế. 0983 0143 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.